Trọn bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu. Sao trái thanh long nhà bác lại to như này ạ? Đây, bí quyết của tôi đây. Từ lâu, sen cung đình đã nổi tiếng với những người yêu hoa bởi hương thơm quyến rũ và vẻ đẹp khác lạ. Trong một vườn sen, các bông hoa đa dạng từ màu sắc tới dáng hoa, từ hồng đậm, hồng nhạt tới trắng viền hồng, phớt hồng và đôi khi cả màu đỏ, chúng biến đổi kỳ diệu khiến nhiều người ngỡ ngàng. Nhưng đặc biệt hơn cả, loài sen này đã được ông Tạ Hồng Điệp đem đến gần hơn với cuộc sống hàng ngày bằng cách đem loại hoa này trồng trong chậu đặt trước ngôi nhà cổ hơn 100 tuổi. Nhâm nhi một tách trà sen, thưởng thức sắc hương của sen quả là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ của mỗi người. Nhưng để chăm sóc loại hoa này cũng cần rất nhiều lưu ý. Trong chương trình Nhà Nông Thông Thái hôm nay, hãy cùng chúng tôi đến thăm khu vườn độc đáo này. Vâng, và xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ, Cali Phú Mỹ đã đồng hành cùng chương trình. Nâng niu từ một nhánh chồi mầm của dòng sen cung đình nức tiếng, trong một lần tình cờ biết đến loài hoa này khi du lịch tại Huế, ông Tạ Hồng Điệp đã mong muốn trồng loài hoa này trong sân vườn trước căn nhà cổ của mình. Sen cung đình là loại sen có hương thơm quyến rũ và vẻ đẹp khác lạ so với các loại sen khác. Bông hoa nhiều cánh, tỏa hương thơm ngát. Trong một vườn, các bông hoa đa dạng không giống nhau từ màu sắc đến hình dáng của hoa. Những màu sắc của hoa biến đổi kỳ diệu khiến ông Điệp say sưa mỗi khi nhắc đến vẻ đẹp của chúng. Giống hoa sen là giống hoa sen, nó rất gần gũi với cuộc sống của người dân và nó lại rất là thanh cao, bởi vì là hoa sen nó gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, cho nên là sen được gắn với Đức Phật. Cho nên là tôi rất là yêu mến cái giống hoa sen này, bởi vì nó cho cái hoa rất đẹp mà có hương thơm. Và khi mà được thưởng thức những cái hương hoa sen này thì con người ta cảm thấy khoan khoái và cuộc sống cảm thấy ý nghĩa hơn, thú vị hơn. Khi mà sưu tầm được giống sen cung đình trồng trong chậu thì tôi đặt vào trong khuôn viên nhà mình. Khi mà đặt trước những cái không gian ngôi nhà cổ này thì cái hiệu ứng của hoa sen được tôn lên rất nhiều. Và nó cảm thấy rất ý nghĩa trước một không gian thờ cúng các cụ mà có những bông hoa sen vừa đẹp vừa thơm ngát như này. Thì mình cảm thấy thật là cuộc sống thật là dễ chịu, thật là ý nghĩa. Và nó tạo ra hiệu ứng rất là hợp giữa một ngôi nhà cổ với những bông hoa sen với ngôi nhà cổ. Trồng sen ra hoa đã khó, nhưng để trồng sen trong chậu, đặt trước sân vườn lại cần có nhiều lưu ý hơn. Khi sen trong chậu, chất dinh dưỡng không đủ nhiều nên cần phải bổ sung thường xuyên. Bùn để trồng sen cũng cần là loại bùn sạch, không nhiễm tạp chất. Thường thì sen mọc ở dưới đầm hồ, nhưng mà tôi có ý tưởng từ lâu rồi là muốn là trồng những chậu sen ở trong chậu để đưa những chậu sen nó gần với cuộc sống của mình hơn. Cho nên là những năm trước tôi mày mò lấy những giống sen ở dưới đầm hồ, khi trồng vào trong chậu thì không thành công. Thứ nhất là sen nó không có hoa, rất ít hoa, và nó phát triển không đẹp vì cái dáng nó quá cao. May mắn là năm 2012 tôi sưu tầm được giống sen cung đình, nó rất là đẹp, vừa mới khuôn viên của chậu và khuôn viên của không gian trong nhà. Mà tôi đã quyết định tôi trồng ở trong chậu để nó gần hơn cuộc sống. Khi mình có thể mình hàng ngày mình được thưởng thức trực tiếp với những từng bông hoa, được chụp ảnh và ngồi thưởng thức trà trong khu vườn sen này với cái hương sen, hương hoa sen nó thơm ngát, cảm thấy rất thú vị. Khi trồng sen trong chậu thì nó có một cái khó là vì sen sống ở môi trường thì dinh dưỡng nó nhiều, nhưng khi trong chậu thì cái không gian nó có hạn, cho nên là dinh dưỡng nó mình phải chú ý là bổ sung rất nhiều dinh dưỡng, phải bổ sung vừa phải để cho sen nó đủ phát triển. Bởi vì sen nếu như trồng bón quá nhiều phân thì sen có thể bị sốc chết và không có hoa. Cho nên là cái bón phân này qua những năm kinh nghiệm thì tôi thấy là mình bón phân vừa phải, chia đều cho các tuần trong một lứa sen thì sen sẽ phát triển tốt hơn. Sen thì từ khi trồng cho lúc ra hoa thì vào tầm nó khoảng hơn 2 tháng. Thì mà mùa hoa sen thì nó kéo dài từ đầu tháng 5 cho đến cuối tháng 7. Thế nhưng mà sen cung đình này thì nó ra rất rộ hoa, cho nên nó sai hoa rầm rộ vào khoảng tháng cuối tháng 5, đầu tháng 6 và đến cuối đầu tháng 7 thì sen bắt đầu tàn. Thế thì tùy từng chậu sen, bởi vì nếu muốn có sen đẹp thì mình trồng nhiều chậu.
khi chậu này tàn thì mình có chậu khác nó tiếp nở tiếp. Cho nên là tôi nhân rất nhiều chậu sen là như thế. Có những chậu sen khi nó nở rồi thì mình lại di chuyển ở vị trí khác, mình đưa những chậu sen bắt đầu nở vào thì tạo cho mình luôn luôn mình có những cái mùa sen kéo dài. Và thậm chí là khi mùa sen hết, sen tàn rồi vào khoảng cuối tháng 7 thì tôi lại trồng lại. Trồng lại thì mình có một lứa sen thứ hai, nó nở hoa vào tháng 8, tháng 9. Nhưng tất nhiên là lứa thứ hai thì sen không đẹp bằng lứa chính. Khi mà có vườn sen cung đình đẹp như thế này thì một số bạn bè đến tham quan cũng có cùng đam mê yêu sen. Thì rất nhiều người là muốn ngỏ ý muốn mua giống sen cung đình. Thì những năm đầu thì mình không bán bởi vì là cái số lượng sen nó cũng không được nhiều lắm. Những năm sau này thì mình chia sẻ cho một số bạn bè thì cái cơ bản ấy là tôi nhân ra những cái chậu. Sau đó thì chậu bắt đầu có nụ nhỏ thì tôi sẽ bán cho bạn bè. Như thế thì sẽ yên tâm hơn, chắc chắn là sẽ có những chậu sen đẹp, nở đẹp. Còn khi những đầu một số bạn bè thì mua những cái mầm sen về trồng nhưng mà một số bạn là không biết chăm sóc, chuyên là nó chậu sen nó không được như ý. Thậm chí khi mà đến cuối mùa những cái hạt sen giống ấy, thì tôi chia sẻ cho những bạn bè ở xa, khi mà không đến được đây thì tôi sẽ gửi qua bưu điện. Thậm chí có những bạn ở nước ngoài, ở Cộng hòa Dân chủ Đức, ở Cộng hòa Liên bang Đức. Khi tôi gửi sang thì một điều kỳ diệu là sen cung đình nở và phát triển ra hoa ở Cộng hòa Liên bang Đức là một điều rất lạ. Thậm chí có bạn bè ở châu Âu thì người ta rất là mê sen, người ta bảo chỉ cần có những cái lá sen thôi người ta cũng cảm thấy sung sướng rồi. Nhưng mà kỳ lạ là cái chị bạn ở bên Cộng hòa Liên bang Đức ấy, thì trồng được 2 chậu sen. Tôi để cho năm đó thì trong vườn chỉ còn có 3 hạt thôi. Và gửi cho chị một cái chậu bùn được phơi khô, chị mang sang đó để mà chị trồng. Thì sau này thì chị đăng ảnh chị gửi đến là đã thành công, đã ra hoa. Một điều rất là kỳ diệu. Vườn sen của ông Điệp đã trở thành một điểm tham quan thú vị và quen thuộc của những ai yêu hoa sen, yêu sự bình yên mộc mạc. Đến đây, họ không chỉ được thỏa niềm đam mê thưởng thức những bông hoa sen trong thành phố nhộn nhịp, mà còn được thưởng thức miễn phí trà sen, mứt chùm ruột và cả những nụ cười sảng khoái, hiếu khách của chủ nhà. Rất là đẹp, bình yên và khác tất cả những các khu vườn hoặc những nơi chúng tôi đến chụp ảnh hoặc dạo chơi thông qua. Được đem lên những bông hoa sen được đem lên chậu này không những là thể hiện nét đẹp của bông sen mà thể hiện được cả sự nét đẹp của người của chú người lao động rất là yêu cây cảnh và đã bỏ rất nhiều công từ lấy bùn từ bồn này, từ đi lấy bùn ở ngoài ruộng này mang về này, vừa ươm hạt giống này để cho lên được một cái vườn sen đẹp như thế này. Rất mong là mọi khi vườn sen này được đưa lên sẽ nhiều người biết đến, nhân lên thêm nhiều và để cho mỗi một ngôi nhà của mình đều có được những cái vườn cây vừa mát vừa đẹp. Những chậu sen bên sân nhà cổ tạo nên vẻ đẹp trầm mặc, một không gian đủ để lòng người trở nên thư thái giữa cảnh sắc yên bình. Và đối với những người yêu sen như ông Điệp, thì nhâm nhi một tách trà sen, thưởng thức sắc hương hay tự tay chăm sóc, nâng niu từng cánh hoa sen chính là một trải nghiệm đáng có của đời người. Tôi trồng hoa sen này từ cách đây 12 năm rồi. Đấy mà đặc biệt là những năm sau này tôi được nghỉ hưu từ năm 2017 thì cuộc sống nó thư nhàn hơn. Hầu như thời gian trong ngày là tôi dành tất cả cho vườn sen. Bởi vì buổi sáng sớm người ra khi sen nở đầu buổi sáng thì không cho tỏa những cái hương thơm rất là dễ chịu. Được ra vườn, được ngắm vườn sen, rồi được thưởng thức cái hương hoa sen thì cuộc sống mình cảm thấy nó thư thái, nó thanh nhàn rất nhiều cho những năm tuổi già. Toàn bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu. Sao cái thanh long nhà bác lại to như này ạ? Đây, bí quyết của tôi đây.